nay là ngày thứ năm, ngày 18 tây tháng 3, 2021. Hiện tại ngay bây giờ là 1 giờ 22 phút vào buổi trưa. Đây là của Đài Mỹ, họ báo cho biết về top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới và trên nước Mỹ. Hiện tại ngay bây giờ trên thế giới, số người bị nhiễm COVID-19 có 122.134.708 người. Số người chết về COVID-19 trên thế giới Hiện tại ngay bây giờ có 2.696.941 người. Recover là hết bệnh nha, không phải ai nhiễm bệnh đều chết hết, có người hết bệnh hoàn toàn. Hiện tại ngay bây giờ có 98.386.835 người đã hết bệnh về COVID-19 trên thế giới. Còn đây là họ báo cho anh biết về top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Ngày hôm nay, Hoa Kỳ trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 30.309.973 người bị nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Số người bị chết về COVID-19 trên nước Mỹ hởm rài là có 550.875 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 15 175 người bị nhiễm và 225 người chết. India, Ấn Độ ngày hôm nay trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 11.511.936 người bị nhiễm COVID-19 bên Ấn Độ. Số người chết bên đó hổng rài là có 159.394 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Ấn Độ tăng thêm 37.634 người bị nhiễm và 144 người chết. Russia, nước Nga ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 4.428.239 người bị nhiễm COVID-19 bên Nga. Số người chết bên đó hỏng rài là có 93.824 người. Trong vòng 12 tiếng hồ vừa qua, Nga tăng thêm 9.803 người bị nhiễm và 460 người chết. UK ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 4.280.882 người bị nhiễm COVID-19 bên Anh, số người chết bên đó hỏng rài là có 125.926 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Anh tăng thêm 6.303 người bị nhiễm và 95 người chết. Pháp ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 4.181.600 người bị nhiễm COVID-19. Số người bị chết bên Pháp hỏng rài là có 91.679 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Pháp tăng thêm 34.998 người bị nhiễm và 268 người chết. Italy ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 3.306.711 triệu người bị nhiễm COVID-19 bên Ý. số người chết bên đó hổng ra là có 103.855 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Ý tăng thêm 24.935 người bị nhiễm và 423 người chết. Germany ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 2.616.512 người bị nhiễm COVID-19, bình Đức đó. Số người chết bên đó hổm ra là có 74.732 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Đức tăng thêm 5.743 người bị nhiễm và 55 người chết. Mexico, Mỹ Tây Cơ ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 2.175.462 người bị nhiễm COVID-19 bên Mỹ. Số người chết bên đó hổng rài là có 195.908 người trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua tăng thêm 6.455 người bị nhiễm và 789 người chết. Poland ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 1.984.248 người bị nhiễm COVID-19 bên Poland. Số người chết bên đó hổm rài là có 48.388 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Poland tăng thêm 27.278 người bị nhiễm và 356 người chết. Đó là của đài họ báo cho anh biết về top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Còn đây là họ báo cho anh biết về top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ ngày hôm nay. Hiện tại ngay bây giờ có 30 triệu 315.721 người bị nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Số người chết về COVID-19 trên nước Mỹ hậm rài là có 550.956 người. Recover là hết bệnh. Có 22.459.302 người đã hết bệnh về COVID-19. Còn đây là họ báo cho anh biết về Top 10 nhiễm COVID-19 ở trên nước Mỹ. Ngày hôm nay, Florida trở thành là một trong những tiểu bang nhiễm COVID-19 Top 10 ở trên nước Mỹ có 1 triệu 994.117 người bị nhiễm COVID-19 bên Florida. Số người chết bên đó hổm rại là có 32.613 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 5.093 người bị nhiễm và 83 người chết. Illinois ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19. Trên nước Mỹ, có 1.216.090 người bị nhiễm COVID-19 bên Illinois. Số người chết bên đó hổng ra là có 23.287 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 2.325 người bị nhiễm và 32 người chết. Pennsylvania ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 981.694 người bị nhiễm COVID-19 bên Pennsylvania. Số người chết bên đó hổng ra là có 24.835 người. Trong vòng 6 tiếng hồ vừa qua, tăng thêm 2.619 người bị nhiễm và 25 người chết. North Carolina ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 891.314 người bị nhiễm COVID-19 bên North Carolina. Số người chết bên đó hậm rài là có 11.783 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 2.004 người bị nhiễm và 26 người chết. Vừa chi nhà ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 600.550 người bị nhiễm COVID-19 bên vừa chi nhà. Số người chết bên đó hổm rài là có 10.182 người. Trong vòng 6 tiếng hồ vừa qua, tăng thêm 2.082 người bị nhiễm và 28 người chết. Sau Carolina, ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ có 537.498 người bị nhiễm COVID-19 bên South Carolina. Số người chết bên đó hợp rài là có 8.938 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 1.398 người bị nhiễm và 5 người chết. Alabama ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 510.048 người bị nhiễm COVID-19 bên Alabama số người chết bên đó hỏng rài là có 10.391 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 572 người bị nhiễm và 28 người chết. Minnesota ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 501.458 người bị nhiễm COVID-19 bên Minnesota. Số người chết bên đó hỏng rài là có 6.830 người trong vòng 6 tiếng hồ vừa qua, tăng thêm 1.496 người bị nhiễm và 6 người chết. Louisiana ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 439.543 người bị nhiễm COVID-19 bên Louisiana. Số người chết bên đó hẩm rài là có 9.974 người. Trong vòng 6 tiếng hồ vừa qua tăng thêm 541 người bị nhiễm và 19 người chết. Maryland ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19. Trên nước Mỹ, có 396.746 người bị nhiễm COVID-19 bên Maryland. Số người chết bên đó hổm rài là có 8.113 người. Trong vòng 6 tiếng hồ vừa qua, tăng thêm 1.113 người bị nhiễm và 14 người chết. đó là tất cả của đài họ báo cho mình biết về tháp thiên nhiễm Covid-19 trên nước Mỹ và trên thế giới ngày hôm nay.